Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Biên Hòa vừa tiến hành giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 đối với trường mầm non Hoa Sen ở phường Tân Hiệp. Qua giám sát cho thấy nhà trường đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động tài chính ngân sách nhà nước như xây dựng kế hoạch hoạt động của trường, công tác dạy và học, tuyển sinh, các khoản thu chi quỹ cha mẹ học sinh, các khoản thu chi trong tháng, việc kê khai tài sản thu nhập, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi, quy trình thủ tục xét thi đua khen thưởng, đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên và nhân viên theo quy định. 100% hồ sơ báo cáo được nhà trường giải quyết đúng hạn. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị nhà trường tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công khai minh bạch các hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.